ha. Hôm nay anh em chúng tôi ghé thăm vườn sầu riêng sen mít. Thì đây là cái giống sầu riêng Musikin đó bà con. Thì hôm nay anh em chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh về vấn đề về cái sầu riêng Musikin, cũng như là cái vấn đề cây sầu riêng mình chen với cái vườn mít ha. Thì đối với cái sầu riêng này thì nó khoảng đâu đó khoảng chừng 3 năm mà con. Mà con xem cái sầu riêng 3 năm mà nó không có được tàn tán, nó không có được tốt nha. Cũng như là những cái chi tàn của nó bị ép rồi con xem ha. Về cái vấn đề này thì bà con mình cùng xem về cái vấn đề mít chúng ta chen với cái sầu riêng thế nào để nó hợp lý không con. Tránh cái vấn đề mà khi mà cái sầu riêng chúng ta nó lớn thì nó bị mít nó ép ha, ép tàn. Đây con xem ha. Đây. Đó. Về cái vườn này thì chúng ta đã bị em bà con trồng cái vị trí mà bốn cây mít, bốn cây mít bốn bên và cây sầu riêng chân giữa. Thì đối với cây mít này nó khoảng chừng năm mà con ha, năm hơn năm, khoảng chừng 13 12 tháng thì bắt đầu nó đã ăn ép cây sầu riêng mình này ha bà con. Nó vấn đề bà con mình trồng xen cây sầu riêng mít, bà con chúng ta để ý ha. Nếu bà con mình trồng cái vị trí như thế này thì đâu đó nó khoảng chừng năm là cây sầu riêng chúng ta nó sẽ bị mít, chúng ta nó ép ha. Đây, về cái khoảng cách bà con xem ha, giữa cây mít bà con xem cây mít ở đây và cây sầu riêng chúng ta ở đây thì nó khoảng cách này nó đâu đó khoảng chừng 2,5 m mà con. Thì chắc chắn bà con mình trồng thì khoảng chừng năm là nó sẽ bị ép tàn, mít nó sẽ ép cây sầu riêng mình ha. Đây đây bà con xem, nó ép cây sầu riêng chúng ta, nó làm cho những cây sầu riêng chúng ta nó đi lên ha, nó không có tàn, nó rất là mỏng nha. Cây sầu riêng chúng ta rất là mỏng và nó có xu hướng đậm lên, nó bị ép đó. Thì vấn đề này bà con chúng ta, nếu bà con mình trồng sen mít sầu riêng thì bà con mình xem lại cái vị trí chúng ta, cái khoảng cách chúng ta trồng giữa cây mít với cây sầu riêng ha. Đây vừa cây thì chủ vườn mình trồng đâu đó bốn cây mít bốn gốc và cây sầu riêng chắn giữa, thì với cái khoảng cách thì nó đâu đó nó chỉ khoảng 2,5 m thôi thì nó đã bị ép, cây sầu riêng mình đã bị ép ha. Rồi về cái vấn đề về cái gốc sầu riêng thì bà con xem ha. Thì về cái vấn đề hôm nay thì cũng xin chia sẻ cho bà con về cái vấn đề mà cây sầu riêng chúng ta trồng thì bà con mình bón cái phân hữu cơ, phân hữu cơ và phân bò thời điểm mà đầu mùa mưa thì chúng ta có nên bón hay không. Thì đối với cái vườn này bà con chúng ta cùng xem ha. Đối với cái vườn này thì nó bị rập ha bà con, bị rập ha. Và thứ hai là bà con mình bón cái phân hữu cơ, phân chuồng trong thời điểm mà mùa mưa thì nó sẽ làm cho cái mô chúng ta nó sẽ dễ bị ngợp gốc nha bà con. Rồi con chúng ta lưu ý ha. Đây, và chú vườn chúng ta rải cái lượng phân rất là dày. Đây, lượng phân hữu cơ, phân chuồng rất là dày, con xem không, chú vườn chúng ta tác động vị trí ngay gốc nè, làm cho những cái vị trí cái rễ chúng ta ngay gốc nó bị cháy khô cũng như là nó bị ngợp rất là nặng ha bà con. Mà con xem cái rễ mít mà con trồng gần cây sầu riêng chúng ta, nó bò lên tới cây sầu riêng luôn nè. Đây con lưu ý ha, đây cái rễ mít này nha. Đây, đây rễ mít chúng ta nó bò lên, nó ăn luôn cái sầu riêng mình nè. Nó con xem ha, chúng ta bư ra mà chúng ta ở vị trí ngay chân cái gốc sầu riêng mà chúng ta toàn thấy rễ mít không nha bà con. Con xem ha, đây đó, cái rễ mít chúng ta nó ăn chặn lên cái mô sầu riêng mình ha. Cho nên khi bà con mình trồng mít với sầu riêng mà con mình có chen á thì bà con chúng ta nên xử lý làm sao để đừng cho cái rễ mít chúng ta nó ăn chặn lên cái mô sầu riêng ha, bằng cách bà con mình đào rãnh cũng như bà con mình tạo cái khoảng cách để cho cái rễ mít chúng ta nó không có ăn lên cái mô sầu riêng, tránh tác động đến cái rễ sầu riêng của mình ha. Đây, theo con xem chú vườn bón cái lượng phân hữu cơ, phân chuồng rất là dày ở trên cái mô, làm cho cái gốc chúng ta nó bị ngợp trong thời điểm mùa mưa ha bà con. Này con xem ha, đây là cái tỷ lệ phân hữu cơ rất là dày, chú vườn chúng ta trồng rất là ngợp. Này con xem ha, đây đây cái vị trí của cái rễ chúng ta, rễ chặn chúng ta ha, thì chú vườn chúng ta dùng cái phân hữu cơ mà chúng ta bỏ ngợp lên tới đây thì cái rễ chúng ta nó sẽ bị ngợp cũng như nó không có phát triển ha bà con. Đây con xem ha, đây vị trí này cũng vậy ha. Đây đây những cái rễ sầu riêng chúng ta nó bị quéo lại cũng như nó bị cháy khô ha. Đó. Bên cạnh đó thì những cái rễ mít chúng ta cũng rất là nhiều, năng lên cây sầu riêng mình luôn rồi nè. Đó. Để con xem ha. Đây, rễ mít nè con xem ha. Rễ mít năng tràn lên cây sầu riêng mình ha. Đó, cái vấn đề này cây sầu riêng chúng ta đang bị ngợp rất là nặng ha bà con. Ngợp cái vấn đề là chu vườn chúng ta đổ cái phân hữu cơ cây chăn gốc nè. Dù mùa mưa chúng ta đổ rất là nhiều như thế thì sẽ làm lâu ngày nó sẽ làm cho cái rễ cây chúng ta sẽ bị ngợp cũng như là bị xối rễ ha. Đó. Thứ hai là bà con mình để cái rễ mít chúng ta năng tràn lên mô thì lâu ngày nó sẽ làm cho cái rễ chúng ta, sầu riêng chúng ta sẽ không phát triển. Đây thì ở phía trên thì cái lá chúng ta nó bị vàng. Đây con xem cái sầu riêng chúng ta nó không có phát triển nha bà con. Lá thì nó cứ đơ đơ, nó vàng, nó không có bung đọt ha. Đây, đối với cây này cũng vậy ha bà con. Đó, con mình xem ha. Này, cây này cũng vậy ha.
rất là ngọt thấy không con. Đây chú vườn mình đổ nguyên đống phân bò lên đây luôn nè, đó con xem nè, ngọt rất là trầm trọng thôi con. Đây đây đó, chú vườn chúng ta làm cho cái phần chúng ta đổ ngay chăng chín ngay góc như thế này thì cái sầu riêng chúng ta chắc chắn nó sẽ bị ngọt thôi bà con. Mưa xuống thì nó sẽ làm cho cái oxy sẽ không xâm nhập được xuống cái phần mô, thì nó sẽ làm cho cái rễ chúng ta nó sẽ bị thối rễ cũng như là bị ngập rễ. Ở phía trên thì bà con xem á, vấn đề gì ngập rốc thì phía trên nó sẽ làm cho cái dàn lá chúng ta nó bị vàng, bị vàng ha, nó không có phát triển cũng như là nó không có nhú đọt ha. Đó đây chúng ta lưu ý ha, đây mô rất là rộng ha, thì giờ bà con xem nè, cái độ lài nó ra cũng khá tốt thôi bà con. Đó đây ha, độ lại ra rất tốt ha. Anh Phong mới lắp đất vô, nhưng mà tại sao khi mà lắp đất đó thì cây sầu riêng chúng ta nó ra kê nó có cái tình trạng là lá nó vàng đó bà con, nó không có chuyển sang màu xanh. Đây bà con xem ha, đây đó, bà con xem ha, cái cờ đọt chúng ta nó cứ vàng nó không chuyển sang xanh ha, nó lụa và nó vàng luôn hết bà con. Đây nó con xem nè, này chúng ta sẽ tiến tới chúng ta xem những cái cây vị trí tiếp theo để chúng ta nhận định ha bà con, cây nào cũng có xảy ra tình trạng như thế ha. Đó đây con xem nè, đó bà con xem cái lá có tình trạng nó vàng được không, nó không có chuyển sang màu xanh, khi mà lá nó già nó sẽ không chuyển sang màu xanh mà nó vàng luôn bà con, nó vàng và lá nó cứ lụa hoài, nó không có chuyển sang xanh đậm ha. Đó đây là rõ ràng là cây sầu riêng chúng ta nó đang gặp cái tình trạng nó đang bị thiếu chất nha bà con. Đây là vàng do cái thiếu chất trung vi lượng ha. Đó tại vì bà con xem nè, những cái vị trí ở phía trong nè bà con, lá nó diễn ra màu xanh đậm rất là đẹp nè. Đó, con xem là những cái cơ ở trong nè, lá nó có màu xanh đậm nè, nó thì đây là cái tình trạng nó không có bị thiếu cái chất NPK đa lượng, nhưng mà nó thiếu cái chất trung vi lượng nha bà con. Tại vì nó thiếu cái chất trung vi lượng nó sẽ vàng ở tất cả các vị trí trên cây, nó thiếu ở đâu nó vàng đó, tại vì nó không có di động bà con, nó không có chuyển sang từ lá già qua lá non, cho nên là khi mà thiếu bà con xem nè, lá nó cứng nhưng mà nó không có chịu xanh nè bà con. Đó, thiếu chất trung vi lượng ha, rõ ràng ha bà con. Đó, con xem nè ha, nó cứng nhưng mà nó không có chịu già lá, không chịu xanh ha bà con. Đó bà con xem ha, thì sau khi mà chúng ta đào đất vô thì bà con mình lưu ý ha, tại vì khi mà con xem nè, cái phần chúng ta đào lên á là toàn bộ cái hệ thống đào lên là đất phèn, còn phèn rất là nhiều nha bà con. Nó con xem ha, đó đây ví dụ như cái tình trạng cây này nè bà con, bà con xem là cái lá nó vàng nè, cái cơ ra cái lá nó vàng và cái lá bữa nay nó có tình trạng nó ngủ nè bà con, bà con xem ha, cái cơ nó ngủ nè, đó cái lá nó ngủ ha. Đó. Đó toàn bộ cái cây này hệ thống lá nó đang có tình trạng nó bị ngủ á bà con. Lý do là cái cây nó bị ngủ á, giữa trưa nắng như thế này nó bị ngủ á, là anh Phong đào đất ha, anh Phong đào phía dưới và anh đắp lại, đắp mô ha, bò thêm đất đắp mô, nhưng mà cái tình trạng đắp như thế này nó sẽ làm cho cái rễ chúng ta nó sẽ bị ngợp nha bà con, nào con lý ha, nó sẽ bị ngợp và cái rễ chúng ta nó sẽ không có oxy để mà hô hấp, và phía trên nó sẽ không có cái quá trình thoát hơi nước diễn ra, thì nó sẽ cây chúng ta nó sẽ bị ngủ rất là nhiều hết bà con xem ha. Sau khi mà con đắp đất vô á là khoảng từ 1-2 ngày sau bà con xem là cây chúng ta nó sẽ ngủ vào buổi trưa nha. Lý do là những cái phần đắp vô nè bà con, những phần đắp vô thế này nó làm cho rễ chúng ta bị ngợp rất là nặng nè, không con xem ha. Cái đó là cái thứ nhất, cái đất đắp vô bà con xem nè, hiện tại đất đắp vô là cái đất này nó nhiễm phèn cũng khá nhiều bà con xem nè, những cái tầng phèn nữa được anh Phong đắp vô nè. Đây cái này mà cắm cái đo pH vô là khoảng dưới 5.5 nha bà con, không lên được 5.5 nổi nha. Nó còn xem ha, đất phèn rất là nhiều ha, thì muốn khắc phục như thế này bà con mình chủ vườn chúng ta phải xới mô lên, ta đắp xong khoảng 1-2 ngày sau chúng ta xới lên và chúng ta phải rã dôi, hoặc là chúng ta sẽ tưới những cái dòng năng pH lên nha bà con, thì cây chúng ta nó mới đủ cái dinh dưỡng để mà hấp thu và nó nuôi cây và cây sẽ không bị ngủ nữa. Đó nó bà con xem ha, đó vào đất là bị phèn nha, toàn bộ hệ thống đất chúng ta đắp vô là chúng ta bò thêm chúng ta sửa mô là đất phèn không hết bà con, chúng ta phải xới mô cho cây chúng ta nó có oxy nó thở và chúng ta phải rải vô chúng ta hạ phèn ha, nâng pH lên thì chúng ta mới tưới kích rễ và những cây này nó phục hồi được ha bà con, chứ không là cây này nó sẽ ngủ luôn. Đó thì để giải thích cho cái vấn đề tại sao mà khi mà đất chúng ta nó còn bị nhiễm phèn, cây chúng ta lá nó bị vàng, nó không xanh, nó không chịu xanh bà con, nó vàng thế này bà con, đây lá già nó sẽ xảy ra tình trạng nó vàng bà con. Nè con xem nè, khi mà cây đất chúng ta nó bị nhiễm phèn ở dưới bà con, hoặc là những cái tác nhân làm cho cái độ pH chúng ta nó giảm xuống á, thì lá chúng ta nó sẽ có triệu chứng lá già nó sẽ vàng thế này bà con, màu vàng sáng chạy theo những cái gân lá nè, nó con xem ha. Còn ở những cái lá non, cây lá non mà con xem nè,
nó không có xanh đậm mà con, xanh cái màu vàng cũng khá sáng, nó không có xanh đậm và nó sẽ đứng đây hoài hay mà con. Thì cái cây chúng ta nó không hấp thụ được cái chất trung vi lượng và chất lăng á, thì nó sẽ làm cho cái cây lái nó vàng như thế này hoài hay mà con, nó không có chuyển sang màu xanh nha. Nó con xem nè, đây nó ra tới đây và nó vàng đứng đây luôn mà con. Cho rễ non nó ra nó gặp cái tầng phèn nó sẽ dính và nó sẽ không lấy được những cái chất dinh dưỡng và nó sẽ vàng thế này mà con, nó không có xanh lại ha, đứng đây luôn ha. Này lá ngủ ha mà con. Lý do là môn nào cũng vô đất hết, môn nào chúng ta cũng vô đất đều hết, cho nên là toàn bộ hóng lá thì đóng cây nó sẽ ngủ vào buổi trưa nè mà con, ngủ hết ha. Đó nè, dúm lá luôn nè, dúm lá luôn ha. Đó thì chúng ta tới cây tiếp theo, nó cũng tình trạng nó cũng tương tự ha mà con. Đây đó, đây ngủ ha mà con, lá dúm ha. Đó, lá nè chưa lụa mà bị dúm ha mà con. Đó, mà xem nè, và những cái lá già có tình trạng nó vàng sáng nè mà con. Đó mà xem ha. Đó